Hình ảnh mới nhất của Ngô Diệc Phàm đã trở thành đề tài thảo luận của cộng đồng mạng vì vẻ ngoài có phần xuống cấp của nam nghệ sĩ. Khá nhiều người bất ngờ trước trạng thái mới nhất của anh vì trước đó anh từng là một trong những nam nghệ sĩ sở hữu vẻ ngoài nổi trội và đẹp theo năm tháng trong showbiz Hoa ngữ. Nhiều dân mạng cho rằng hình ảnh chụp tại sự kiện và ảnh do studio đăng tải thật sự quá khác biệt. Hình ảnh chụp thực tế tại sự kiện có thể thấy rõ nếp nhăn hiện trên gương mặt như vết chân chim hay khóe mắt khi cười hay nếp nhăn rạch mũi má. Nếu không có bàn tay chỉnh sửa ma thuật khéo léo của studio thì có lẽ Ngô Diệc Phàm sẽ không thể có được những tấm ảnh lung linh để gửi tặng cho người hâm mộ. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng hình ảnh thực tế của Ngô Diệc Phàm khá tốt, dù không qua bất kỳ lớp chỉnh sửa nào vẫn thấy tươi sáng và tình trạng da dẻ vẫn duy trì rất tốt. Họ cho rằng giọng hát Julie vẫn sở hữu gương mặt tỏa sáng, vẫn đến khi bước vào độ tuổi 30. Vào ngày 27 tháng 4, fan của Ngô Diệc Phàm đã lên tiếng chỉ trích studio, phòng làm việc của nam nghệ sĩ. Nguyên nhân dẫn đến sự tình này do có người phát hiện thông tin fan của Dương Tử đảm đương vị trí giám đốc marketing của studio này. Hashtag studio của Ngô Diệc Phàm làm ơn hãy quan tâm đến yêu cầu của fan đã thu hút khá nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ngô Diệc Phàm là một trong những mỹ nam hot nhất làng giải trí xứ Trung, được mệnh danh là một trong những tứ đại lưu lượng. Nhất cử nhất động của anh chàng đều được theo dõi. Không thể phủ nhận, Ngô Diệc Phàm sở hữu khí chất khó ai bị kịp cùng thần thái hạng A, là nhân vật được nhiều hãng thời trang danh tiếng săn đón. Mới đây, Ngô Diệc Phàm tiếp tục gây sốt trên mạng xã hội, xuất hiện tại một nhà hàng lẩu không tiếng tăm, vẻ đẹp đẳng cấp của anh chàng càng được chú ý. Tuy nhiên lần này, Ngô Diệc Phàm không phải là nhân vật chính, mà người gây sốt nhất lại là những fan may mắn gặp được nam ca sĩ tài năng này với biểu cảm sững sờ, đầy ngỡ ngàng. Đây không phải là lần đầu tiên fan của nam ca sĩ có biểu cảm gây sốt. Trước đó, netizen đã từng cười lăn cười bo với series ảnh tìm qua đường ngỡ ngàng trước nhan sắc của Ngô Diệc Phàm, từng khiến rất nhiều người lo lắng khi mãi không chịu công khai bạn gái. Ngô Diệc Phàm dù có nhiều tin đồn hẹn hò với hàng loạt cái tên hot như Tôn Gia Linh, Cổ Lực, Na Trác thì cũng chưa bao giờ thừa nhận. Thậm chí, nam diễn viên còn nói không ai chịu hẹn hò với mình, làm ai cũng thấy khó hiểu. Vì rõ ràng, có rất nhiều cô gái sẵn lòng ngã vào tay chàng đẹp. Đến tháng 8 năm 2019, cựu thành viên ISO, Ngô Diệc Phàm bị bắt gặp hẹn hò với Tần Ngưu Chính Uy, Lộc Y Luna, tại nhà riêng của nam thần tượng. Được biết, cô gái này là sinh viên năm 2, trường Học viện Điện ảnh Bắc Kinh danh giá, nổi tiếng với ngoại hình thanh thuần, trong sáng. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu như đôi bên xác nhận hẹn hò và nhận được lời chúc phúc từ fan. Sau khi tin tức nổ ra, đại diện phòng làm việc của Lộc Y đã phủ nhận mối quan hệ trong khi bằng chứng đã rành rành. Ngay sau đó, một đoạn clip ghi lại cảnh nam thần tượng đã gọi video call cho bạn gái bị tung lên mạng. Netizen Trung chỉ trích Lộc Y là kẻ tâm cơ, đóng vai nạn nhân trong vụ việc. Ngược lại, Ngô Diệc Phàm luôn giữ im lặng, tiếp tục quảng bá trong tranh cãi.